Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn cùng tôi tới thăm một cây sưa. Nó đằng này. Khổng lồ. Cây sưa đã rất to, vành 90 rồi mà đã bị chết. Bây giờ chủ nhà đang gọi chúng tôi đến xem. Đây cây sưa đây. Cây này rất to. Cây này rất to mà đã bị chết rồi. Bây giờ chủ nhà đang gọi bán. Những cây sưa to vành 90, hơn 90 như thế này thật là rất hiếm. Mà chết như thế này là rất là đáng tiếc. Cái này nó ấy lắm, cứ khô cái là mọt này. Đây này. Mọt đang đùn này. Đấy. Cái chỗ cắt này nó khô là mọt. Đây này, cái năm 2016 chặt cây đàn kia nó đổ đây, gãy cành này. Nói chung trên ngọn kia vẫn lá kia vẫn còn một số lá tươi kìa. Còn lá tươi mà. Đo xem nào. Mấy? 90. 90. Dưới là trên 100 rồi. Đúng rồi, tính ra là to đấy, không biết nói thế nào thôi. 100. Khoan đi, kiểm tra đi. Hai mét mới. Hai mét sáu. Khẩu dưới. Còn khẩu trên. Cũng tầm như chưa có đấy hoặc người hơn không đáng kể. Xây dịch đẹp tí. Chưa kiểm tra mấy lần rồi? Một lần chưa? Chưa giờ kiểm tra. Chưa ai kiểm tra. Chứ khoan một mũi nào mới kiểm tra. Rất nhiều nhưng mà chưa, mình nếu không có ý định bán đâu. Quan là tôi cho luôn. Vâng. Mình vẫn ý định, mình có ý định mình bán đâu. Giải quan nó bị nấm này. Đã thấy gì đây? Xấu nhỉ? Nửa gòn à? Nhìn ra cái nửa gòn chứ. Đấy, giờ mới đến. Sâu. Xem nào. Thước. Thước ở trong ấy, à, que chọc ở trong túi ấy. Lấy que sắt này. Que đấy chọc nó. Sao cái này đo chuẩn luôn. Đây là phải được cái đúng cái gì đấy. 8. 8 phần. Ừ, đấy nó ở mã này bị nó ăn hết cái này. Mã này nào mà chơi được sâu kim mà sơi mọt như nấm này ăn. Chưa biết cách xử lý nấm này. Cái này nó ăn từ dưới dễ mà. Nó ăn từ dưới dễ. Vâng. Thỉnh thoảng vẫn quét vôi nhá. Ăn từ trong. Cái làm gì thì đổ vôi ở dưới gốc được rồi này. Đổ vôi ở dưới gốc cái gì? Đấy, được rồi. Sâu. Đây là bỏ vỏ nhá. Thế phần này là không có vỏ đấy. Bảy. Cái này trung bình vào 7.5, 10 trừ đi 15 phân. Khoan nhiều quá hết cả pin. Ừ, nghe thấy yếu. Thêm pin nữa. Mập rồi vô mùn kèo vào sâu thì mới có được tím một tí thôi nhưng mà tôi chặt cái này ra đen xì lõi đen xì mới đen đỏ sâu đó màu không đẹp lắm màu không đẹp lắm đấy ở dưới đấy thì giống này giống Vĩnh Phúc ấy. Đây, cái này đấy. Đây, que sắt đây. Que sắt đó. 8 phân. Đây, que sắt trong túi này. Bảy phân. Bên này, bên kia 8. Đây, có sáng chỗ hoàn có ngập với cái mũ hoàn này mà không thấy. Trời sợ. Đấy, đây rồi. Đấy. Đây, gỗ như thế này. Không, vẫn đấy. Mùi vẫn bị oai rồi. Chết nó làm thế. Mùi mất thơm. Mùi chua. Mùi chua. Chua lép. Thế em đi đâu chứ? Em bỏ cái cây để em để làm mùi môn. Ừ. Cây. Đây, cái vế này. Tiếc, thật đi. Cái hàng cây non này của em dưới này là em. Anh có làm sất sát cái gì không? Không sất sát. Sát hơn anh. Vôi á? Vôi từ cái quét này là được. Quét. Cái chổi quét. Quét hàng năm.
Đúng em bỏ bỏ vắng một năm nha. Thế bỏ ngoài nước đổ gốc ấy. Quét thôi, đổ nhiều vôi quá rồi xuống nó làm không cẩn thận, nước vôi đặc quá còn làm cho thui những rễ lon ấy. Chỉ quét thôi. Chứ đừng đổ. Trong vòng khoảng chục ngày gãy nó chút lắm. Tiếc nhỉ. Chục ngày nó chút lắm. Đây cây vành 90. Vành 90 được vào vào đường kính vào 28 này. 28 rồi. Trừ đi 10 năm còn 13 rưỡi. Còn hơn 13. Ừ. Mười lõi 13 rưỡi ở tầm này. Còn tầm mặt đó. Dưới này thì tất nhiên là có thang. Không khoan cả trên đấy xem nào. Xem nói trên lên được 10. Nhà em chặt cái cành này cách đây mấy năm rồi. Lõi nó đã bằng bằng này rồi. Ừ. Cái cành này này. Tại vì là mình bảo mình chặt cái này đi để cho cành nó mới nó nuôi nọ lõi. Vâng, đúng rồi. Thế lên là mới chặt chứ không thì cũng không chặt. Khoảng tầm 50 phân. Đây này, cái này đủ nó ăn lâu đi. Bỏ đấy giờ chứ còn không. Không, đấy chưa, đấy chưa. Bên dưới này thôi. Bên này nó ăn đây cô. Bên này nữa này. Bị hết thì nó mới chết. Chứ bị một vế thì nó còn nâu mới chết. Không, em nói nha, cái lúc đây chục ngày nó còn vẫn còn nhiều lá hơn đây. Nói chung vẫn còn đầy lá. Đây còn độc vế này. Có cái là nó không được tươi tắn như kia. Vâng. Cầm con dao đây. Cắt đi cái đầu này cho nó. Đây chặt hai cành thì lõi một cái. Cành hai chậu. Vô thì có. Hơn khoang ấy. Vô vô. Chậu lên. Đúng là như cái chạc ấy. Đúng là cái chạc con. Hàng này đứng chắc lắm thoải mái. Không, thớt trên ấy. Đấy. Thớt trên đầu đấy. Đấy, khoan đấy. Khoan đấy mà đạt lõi thì là được. Không, cái nửa bên này thì bao giờ nó vì có những cái chổi là bao giờ nó hay báo. Riêng cái có những cái ấy. Đúng rồi, nó sẽ có bên cái, nó sẽ dẹt, nó không được tròn. Nó không ăn đều. Đây dao với cháu. Tôi cần được cái dao. Đưa cho nó cái que. Lấy que trên anh đây. Ở đây que đây. Úi giời ơi, trèo. Đấy, đến rồi đấy. Bảy à? Sâu. Đấy. Bảy phân hay mấy phân? Bảy. Anh cầm con dao ta đánh vào cái cây đấy. Bao nhiêu? 76. 76. 76 là 23. Ừ. 23 trừ 14. Vẫn còn không được 10. 9. Màu có hơn dưới này không? Cháu nào đi đâu hôm nay lấy ở Đức Thắng đấy. Vào lần đầu tiên cũng nhìn quen lắm. Quen lắm. Không phải cái có cái phốt người đẹp mà có cái không có cái thằng nó ở Yên Dũng. Cái này mà cô chú bán thế nào? Cậu Hồng Khang ấy bảo. À cô ơi. Khoan biết hết rồi, nõi rồi, màu rồi, dài rộng là biết hết rồi, giờ chỉ còn chốt giá nữa thôi. Nó giờ thì thực 200 so ăn như trước. Ừ. 200 triệu. Ừ. Một quýt 1-2 năm nữa. Quay lại cái thời sốt nó mấy triệu một cân ấy thì 2014. Bây giờ thì nó rẻ lắm.
thế chứ còn. Cô Trang hôm nay cô chỉ cứ cái xem hoa thôi. Anh em xem là hợp lý thì nó cũng bán để làm gì. Mua thế nào được mà quay mã làm gì. Cô đi về đi. Xem. Thế bây giờ cha con nhà ông không, bây giờ chủ nhà phát giá rồi anh em không, cha con ông bà nói kế nó ảo trên đời mà không mà thì bây giờ rõ ràng là mình phải người nói thì vẫn cứ là nói thôi chứ còn thì ông với cha con ông thì cứ gọi là xem được thì là lên đường thôi. 15 bọn em bảo phải làm giá trước thì bọn em mới mới bán mới cho ấy, nhưng mà em nghĩ làm giá là nó lại gì, làm giá tính cân chứ nó đã biết được thì bao nhiêu cân đâu, làm giá cân mà làm giá tính cân mà anh chứ còn chứ còn thì nó chẳng 350.000 một cân thì nhà em không cho khoán, nhà em đợi anh lên xem giá cả. Em nói thật đấy, thế nên là anh liệu anh mua cho em chứ còn bây giờ nói thật không phải quay em. Chứ em nói thật với anh là, em nói thật với anh là cây này, cây này thì to thì mình, to thì to rồi nhưng mà mình đừng có mà giả rẻ quá. Em nói thật đấy, bọn em cũng không phải là không biết đâu, thế nhưng mà cái là to nhưng mà lõi nó nhỏ quá, lõi có được cứ tính cân kéo tiền thôi chứ có phải đâu, có phải là bán cây đâu. Cân thì phải đéo sạch đi thì mới cân được. Thì đấy rõ ràng đấy, phải đéo sạch rác đi. Chứ ai cân rác đâu mà. Phải đéo sạch. Cái đấy bọn em biết hết. Nhưng mà cái đấy thì lại không đéo vào đây được, lại mang về thợ đéo cơ. Thì là bọn anh cứ tính tiền ra gì? Xong rồi đào, xong rồi lấy mang về thôi. Đấy là tính như tôi tính đấy. Đấy bọn anh thì nó tầm như này, tầm 2 ấy. Tính ra là nó ra là 20 triệu. Thế thôi. Cái này nếu mà bán chỉ được đạt được 20 triệu thôi. Bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.